thời đến, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024, được thần tài ban cho lộc lớn, vận số, cực may cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, 100 tỷ cầm tay, đổi đời cực giàu. Kính thưa quý cô bác anh chị, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý cô bác anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị Ất Tỵ 1965. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý cô bác anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác anh chị Ất Tỵ 1965 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý cô bác anh chị sẽ góp phần lớn lao đến đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi. Công đức vô lượng này xin được hồi hướng đến toàn thể quý cô bác anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng chắt lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bản mệnh, về tử vi 12 con giáp cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý cô bác anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong quá trình truyền đạt thông tin. Thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải thì mong quý cô bác anh chị Ất Tỵ 1965 thông cảm, hoan hỉ và đồng hành, cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, để giúp ích cho đời và cộng đồng tử vi Việt ngày một phát triển. Nếu quý cô bác anh chị mong muốn biết thêm chi tiết về mình, thì hãy để lại thông tin cụ thể bên dưới phần bình luận. Đội ngũ biên tập kênh sẽ gửi đến quý cô bác anh chị Ất Tỵ 1965 thông tin cụ thể đầy đủ nhất. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người, cô bác anh chị Ất Tỵ 1965 nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị, và ngay sau đây không để cô bác anh chị Ất Tỵ 1965 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Thời đến, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024, được thần tài ban cho lộc lớn, vận số, cực may cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, 100 tỷ cầm tay, đổi đời cực giàu. Luận tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Tỵ thấy rằng, tháng này có lâm quan nhập mệnh, đây là một điều may mắn cho quý bản mệnh Ất Tỵ, vì sẽ có nhiều động lực và sức mạnh để tính chủ thực hiện những dự định và mục tiêu của mình. Ất Tỵ cũng sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng và tài năng của mình trong công việc. Tuy nhiên, Ất Tỵ cũng cần chú ý đến một số điểm sau đây để có thể tận dụng tốt nhất vận trình của mình nhé. Trong công việc thì Ất Tỵ nên tự tin và chủ động, không phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Ất Tỵ có thể trao đổi và hợp tác với người có chung quan điểm và ý tưởng với mình. Nhưng khi quyết định và thực hiện thì Ất Tỵ nên tự chịu trách nhiệm và kiểm soát tình hình. Ất Tỵ cũng nên cẩn thận khi giao phó công việc cho người khác, hãy kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nhận kết quả nhé. Trong tháng 3 âm lịch này, Ất Tỵ cũng nên lập kế hoạch chi tiết cho công việc của mình, xác định rõ những mục tiêu cụ thể và hành động theo đó. Ất Tỵ cũng nên dự phòng những rủi ro và khó khăn có thể xảy ra, hãy chuẩn bị sẵn những giải pháp và phương pháp để ứng phó, mà Ất Tỵ không nên quá liều lĩnh hay vội vàng, hãy làm việc một cách có tổ chức và khoa học. Về mặt tình cảm thì Ất Tỵ sẽ có một khoảng thời gian rất tươi đẹp và lãng mạn. Nếu Ất Tỵ đang độc thân thì chắc chắn Ất Tỵ sẽ gặp được nhiều người mới và có thể tìm được tình yêu thương và hợp nhau. Nếu Ất Tỵ đã có gia đình thì Ất Tỵ sẽ có những khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc bên người bạn đời. Tuy nhiên, Ất Tỵ cũng cần giữ gìn lòng trung thành và tránh xa những cám dỗ không lành mạnh nhé. Thì Ất Tỵ cũng nên dành thời gian cho gia đình và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống với người thân. Sức khỏe của Ất Tỵ trong tháng thì không có gì phải lo lắng cả. Trong tháng 3 âm lịch này, Ất Tỵ sẽ có một sức khỏe tốt và khỏe mạnh. Ất Tỵ chỉ cần duy trì một chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên và nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu Ất Tỵ đang điều trị bệnh thì Ất Tỵ cũng không cần quá lo âu, mà hãy tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ và tin tưởng vào khả năng phục hồi của cơ thể. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý cô bác anh chị Ất Tỵ cùng lắng nghe luận giải chi tiết về các phương diện bao gồm sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe.
chi tiết như sau. Về phương diện sức khỏe, theo luận giải mới nhất thì tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024, tuổi Ất Tỵ có tứ lục ngụ tại Trung Cung. Điều này cho thấy mệnh chủ cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình trong tháng này. Ất Tỵ không nên bỏ qua hay coi nhẹ bất kỳ triệu chứng nào không bình thường trên cơ thể, đặc biệt là tâm lý và tinh thần. Tâm lý và tinh thần, đây là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của Ất Tỵ. Nếu Ất Tỵ không quan tâm đến chúng một cách hợp lý, thì Ất Tỵ có thể gặp phải những vấn đề như mệt mỏi, trầm cảm, lo âu, căng thẳng hay các bệnh lý về tim mạch, tiêu hóa, miễn dịch. Để có được một sức khỏe tốt thì bản mệnh cần phải yêu quý bản thân và chăm sóc cho nó một cách toàn diện. Ất Tỵ cũng nên áp dụng những giải pháp cải thiện sức khỏe như ăn uống đầy đủ, cân đối hợp lý. Bản mệnh nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc, thịt cá và tránh ăn quá nhiều đường, muối, dầu mỡ, chất bảo quản, và hãy tập thể dục thường xuyên ít nhất 30 phút mỗi ngày. Ất Tỵ có thể chọn những hoạt động phù hợp với sở thích và khả năng của mình như đi bộ, chạy bộ, tập yoga, khiêu vũ, bơi lội, nghỉ ngơi đủ giấc khoảng từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Ất Tỵ nên đi ngủ và thức dậy đúng giờ, tránh xem điện thoại hay máy tính trước khi đi ngủ, tạo cho mình một không gian ngủ thoải mái và yên tĩnh, giảm căng thẳng và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống. Ất Tỵ cũng nên học cách xử lý những áp lực và khó khăn trong công việc và gia đình, tìm những hoạt động giải trí và sáng tạo cho bản thân, kết nối với người thân yêu và bạn bè, kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng một lần. Và Ất Tỵ nên đi khám sức khỏe tổng quát để phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn và có phương pháp điều trị kịp thời. Chỉ khi Ất Tỵ có một sức khỏe tốt thì bản mệnh mới có thể hưởng thụ cuộc sống và làm việc hiệu quả. Bản mệnh hãy luôn giữ gìn sức khỏe của mình trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này nhé. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Ất Tỵ sẽ bước vào một giai đoạn thú vị và đầy hứa hẹn. Trong cuộc sống thì Ất Tỵ có thể có nhiều cơ hội để khám phá những điều mới lạ, tận hưởng những niềm vui và chia sẻ những cảm xúc cùng người thân yêu. Đây là lúc Ất Tỵ nên dành thời gian cho bản thân và người quan trọng, đừng để công việc hay những lo toan chiếm lấy phần lớn thời gian của Ất Tỵ nhé. Còn trong tình yêu, bản mệnh Ất Tỵ cũng sẽ có những bước tiến vượt bậc. Nếu Ất Tỵ đã có người yêu hay đã kết hôn thì Ất Tỵ nên chú trọng nâng cao chất lượng mối quan hệ, tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn và ý nghĩa cho đôi bên. Ất Tỵ cũng nên lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu mong muốn của người ấy, đồng thời biết cảm ơn và động viên khi cần thiết. Tháng này Bách Việt xuất hiện, đây là một dấu hiệu tốt cho tình duyên của tuổi Ất Tỵ, nhưng cũng là một thách thức cho lòng trung thành của Ất Tỵ. Nếu Ất Tỵ đang độc thân, thì Ất Tỵ có thể gặp được một người rất phù hợp với mình, có thể là một người bạn cũ của Ất Tỵ hay một người bạn mới quen. Ất Tỵ sẽ cảm thấy hấp dẫn và bị cuốn hút bởi người ấy, và mối quan hệ của Ất Tỵ sẽ phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, Ất Tỵ cũng không nên vội vàng nhé, hay quá tin tưởng vào những cảm xúc ban đầu, mà hãy nên xem xét kỹ lưỡng tính cách, hoàn cảnh và tương lai của người ấy. Ất Tỵ cũng nên tự hỏi rằng, liệu Ất Tỵ có sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc hay không? Và nếu Ất Tỵ đã có gia đình thì Ất Tỵ cũng nên cẩn trọng khi tiếp xúc với người khác giới. Ất Tỵ có thể bị thu hút bởi một người có vẻ ngoài đẹp hay có tài năng, hoặc có thể bị kích thích bởi sự quan tâm hay cá tính của họ. Nhưng Ất Tỵ phải nhớ rằng, đó chỉ là những cám dỗ ngắn hạn mà không đáng để Ất Tỵ hy sinh hạnh phúc gia đình của mình. Ất Tỵ nên biết trân trọng và giữ gìn những gì Ất Tỵ đang có, đừng để sau này phải ân hận vì đã làm tổn thương người mình yêu và con cái của mình. Về phương diện công danh, sự nghiệp, quý bản mệnh Ất Tỵ là một trong những con giáp có tinh thần khởi sắc và hoạt bát nhất trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này. Ất Tỵ sở hữu một ý chí vững vàng và một tâm hồn nhiệt huyết, bản mệnh luôn sẵn sàng đối diện với những thử thách và cơ hội mới. Đây là những phẩm chất quan trọng để Ất Tỵ tạo dựng nên thành công lớn trong tương lai. Ất Tỵ không ngại khó, không ngại vất vả, luôn cố gắng hết mình để hoàn thành mục tiêu đề ra. Tháng mới, Ất Tỵ còn được sự chiếu cố của sao Thiên Ấn, mà sao này mang đến cho Ất Tỵ nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc. Ất Tỵ có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình, đưa ra những ý tưởng đột phá và độc đáo. Ất Tỵ cũng có thể áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm của mình vào thực tiễn để giải quyết những vấn đề nan giải, mang lại lợi ích cho bản thân, cho tập thể và cho xã hội. Ất Tỵ sẽ được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao, khen ngợi và tôn trọng. Đây cũng là thời điểm quý bản mệnh Ất Tỵ muốn khám phá những điều mới mẻ, thử sức với những lĩnh vực chưa từng tiếp xúc. Ất Tỵ có nhiều năng lượng tích cực và ham học hỏi,
bản mệnh đang không ngừng nâng cao bản thân. Tuy nhiên, Ất Tỵ cũng cần biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữa lý thuyết và thực hành, giữa an toàn và mạo hiểm. Ất Tỵ không nên quá liều lĩnh hay quá tự tin khi gặp những rủi ro hay khó khăn. Hãy biết dừng lại khi cần thiết, không để bị cuốn theo dòng chảy của cuộc sống. Nhìn chung, Ất Tỵ có 17 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 rất thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần Ất Tỵ biết tận dụng tốt những cơ hội và khả năng của mình thôi. Chính vì thế, bản mệnh hãy luôn giữ vững tinh thần lạc quan và tích cực nhé, thì Ất Tỵ sẽ có được những thành quả xứng đáng thôi. Về phương diện tài lộc, trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này, đây là thời điểm rất thuận lợi cho Ất Tỵ. Trong 12 con giáp thì bản mệnh được hưởng nhiều may mắn và phúc lộc từ các tinh bao bọc xung quanh. Không chỉ vậy, Ất Tỵ còn gây được sự ngưỡng mộ của nhiều người xung quanh vì thành công và giàu có của mình. Trong công việc thì Ất Tỵ sẽ có nhiều thành tích xuất sắc và được sếp cũng như đồng nghiệp đánh giá cao. Một số người tuổi Ất Tỵ còn có thể nhận được tin vui về tiền thưởng, tăng lương hoặc thăng chức. Ất Tỵ sẽ có đủ khả năng để hoàn thành các dự án quan trọng và gặp ít khó khăn hay cạnh tranh trong cuộc sống đó. Ất Tỵ sẽ không phải lo lắng về vấn đề tài chính. Ất Tỵ có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân và gia đình. Ất Tỵ cũng không quên giúp đỡ người xung quanh mình mà có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp rắc rối. Ất Tỵ sẽ được nhiều người yêu quý và biết ơn. 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này cũng là một tháng tốt để tuổi Ất Tỵ kinh doanh hoặc đầu tư. Ất Tỵ sẽ có nhiều cơ hội để kiếm được thêm thu nhập từ các nguồn khác nhau. Ất Tỵ có thể khai thác được các lĩnh vực mới, hợp tác với các đối tác uy tín hoặc mở rộng quy mô kinh doanh đấy. Ất Tỵ lúc này chỉ cần chăm chỉ nỗ lực và sáng tạo thì giàu sang sẽ không còn là xa vời. Tuy nhiên, Ất Tỵ cũng không nên quá lạc quan hoặc sơ hở khi đưa ra những quyết định về tài chính nhé, mà Ất Tỵ cần thận trọng cân nhắc kỹ và tin tưởng vào bản thân và cũng nên tránh những khoản chi tiêu không cần thiết hoặc mạo hiểm. Nếu Ất Tỵ có thể giữ được sự cẩn thận và dứt khoát thì Ất Tỵ sẽ có khoảng thời gian cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 vô cùng thành công và hạnh phúc. Thưa quý cô bác anh chị, Ất Tỵ sinh năm 1965 thân mến, một năm có 12 tháng và mỗi tháng lại có rất nhiều ngày, trong đó mỗi người trong chúng ta lại sinh vào những giờ ngày tháng khác nhau. Vậy tháng sinh có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt mà Minh Đường Tử Vi muốn gửi đến quý bạn mệnh Ất Tỵ sinh năm 1965. Xin mời Ất Tỵ sinh năm 1965 cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận mệnh tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 theo tháng sinh để biết được chúng ta sinh tháng nào là may mắn và ngược lại. Tuy nhiên, vạn vật sinh ra đều có căn nguyên của nó. Chính vì thế, nếu quý bản mệnh là người sinh vào ngày tháng không may mắn thì cũng đừng lo lắng nhé. Có câu, đức nhân thắng số. Và một là vận mệnh tuổi Ất Tỵ, sinh tháng riêng, tức tháng 1 âm lịch, tháng riêng là tiết tân xuân. Ất Tỵ sinh vào tháng này có nhiều tham vọng, mơ ước bao xa. Nếu cố gắng thì cũng có chút thành tựu. Có thể nói, tuổi Rắn sinh tháng riêng không phải chịu nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng cũng chẳng được may mắn quá nhiều. Bạn có tính cách vui vẻ, hoạt bát, bản mệnh được nhiều người yêu mến, dương khí thì khá vượng, ý chí ngất trời. Có điều là tiền đồ không được thoáng đãng, chính vì thế mà muốn làm nên đại nghiệp vô cùng khó. Trong suốt cuộc đời thì tuổi Ất Tỵ sinh tháng 1 âm hiếm khi nào được quý nhân phù trợ. Tuy là có nhiều lý tưởng và tham vọng muốn thực hiện, người có tài mà không có cơ hội thì cũng khó. Về thi tuyển sức mình muốn giành được thành công chẳng mấy dễ dàng. Nếu có thể cắn răng nhẫn nhịn và nhìn vào thực tế mà đi từng bước nhỏ vững chắc và không mơ ước quá xa vời thì có thể thay đổi được vận mệnh, có được những gì mình muốn. Vận mệnh tuổi Ất Tỵ sinh tháng 2 âm lịch. Đây là người có quý tướng, chuyện học hành suôn sẻ, thông minh hơn người, dù đi tới đâu cũng được nhiều người yêu mến và chào đón. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng rất tốt đẹp, vợ chồng ân ái, hạnh phúc bền lâu, có ý chí, có tham vọng. Họ là người kiên cường, dám nghĩ, dám làm, có tố chất lãnh đạo. Cho dù là theo con đường quan lộ hay theo nghiệp kinh doanh thì tuổi Ất Tỵ sinh tháng 2 âm lịch cũng giành được những thành quả và khiến nhiều người ngưỡng mộ, có tiền bạc dồi dào và địa vị xã hội khá cao. Về vận mệnh tuổi Ất Tỵ sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh. Tuổi Ất Tỵ sinh tháng này thông minh lanh lợi, tính cách trung nghĩa thiện lương. Tuy một đời không phải đại phú đại quý nhưng vẫn được xem là người có phúc đấy. Sinh vào tháng này trong năm, tuổi Ất Tỵ tài đức song toàn, có nhiều tài năng,
được nhiều người ngưỡng vọng, họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, biết linh hoạt ứng biến tùy theo từng tình huống, tinh thần ham học hỏi luôn phấn đấu hết mình. Cho dù bạn không có quý nhân ở bên hỗ trợ, thì với tài năng của bản thân, người này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp, thành công không quá khó khăn. Về vận mệnh tuổi Ất Tỵ, sinh tháng 4 âm lịch. Thì tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, người tuổi Ất Tỵ sinh vào thời điểm này trong năm là người trung hậu, tính tình ôn hòa, nhã nhặn, có tinh thần nghĩa hiệp, tư chất thông minh. Cho dù là con đường học vấn hay con đường sự nghiệp của người này cũng khiến bao người thầm mong ước, họ có tài năng xuất chúng, đa tài, đa nghi, trí dũng song toàn và dường như có thể làm được tất cả mọi điều, chỉ cần họ muốn mà thôi. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp thì tuổi Ất Tỵ sinh tháng 4 âm lịch, khả năng lĩnh ngộ cao, cái nhìn sắc bén, nhanh nhạy nắm bắt vấn đề, lại có quý nhân dẫn đường, cho nên bản mệnh có thể làm nên nghiệp lớn, gặt hái được nhiều thành công vang dội. Về vận mệnh tuổi Ất Tỵ, sinh tháng 5 âm lịch. Thì tháng 5 âm lịch là tiết mang trùng, tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng này trong năm có ý chí hơn người, bạn có dũng, có mưu, có tài thao lược, đầu óc lanh lợi, thông minh, họ còn giỏi quan sát thời thế nhân tâm, cho nên vô sự tất thành, người này có thể khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua gian nan trở ngại để giành lấy những gì mình muốn, gia vận hưng vượng, phúc lộc lâu dài. Tuổi Ất Tỵ sinh tháng 5 âm may mắn được quý nhân ở bên giúp đỡ cho khá nhiều, là người nhanh nhạy và tinh tế, họ biết nắm bắt thời cơ, tận dụng lợi thế của bản thân để vượt qua trở ngại và làm nên những thành công to lớn trong sự nghiệp, cho nên tài vận hanh thông rộng mở. Về vận mệnh tuổi Ất Tỵ, sinh tháng 6 âm lịch. Những chú rắn sinh vào tháng 6 âm họ là người phúc mỏng và lộc chẳng nhiều, trong đời gặp phải khá nhiều hoạn nạn, lúc nào cũng có chuyện phiền phức khổ tâm gây phiền não. Tính cách người này khá trầm lắng, thích yên tĩnh, ham học hỏi, có tài năng về thơ ca, nghệ thuật, nhưng không may chẳng tìm được nơi dụng võ, bất mãn với thời cuộc, ý chí phấn đấu ngày càng sa sút, lý tưởng cũng héo mòn, chỉ biết ngày ngày làm những chuyện nhàm chán, chẳng còn tham vọng, sự nghiệp cũng khó giành được thành công trong cuộc sống. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ, sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, theo lịch vạn niên là tiết lập thu. Người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng này trong năm thường có tính tình ôn hòa, nhã nhặn, họ nổi tiếng là người sống thanh cao, trọng đạo đức, trí dũng hơn người. Người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng 7 âm lịch thường có số mệnh tốt đẹp, có thể tay trắng làm nên cơ nghiệp, họ là người thân thiện cởi mở, rất chân thành, đối đãi với mọi người nên có mối quan hệ xã giao rộng khắp, họ cũng rất tài năng, tiền bạc dư giả, làm chuyện gì cũng dễ dàng đạt được thành công, đây còn là người rất giỏi kinh doanh. Nếu theo nghiệp làm ăn buôn bán thì chắc chắn chuyện kinh doanh sẽ vô cùng phát đạt, tiền bạc theo nhau đổ về nhà. Về vận mệnh tuổi Ất Tỵ, sinh tháng 8 âm lịch. Thì tháng 8 âm lịch rơi vào tiết bạch lộ, tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng này trong năm là người vui vẻ, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, trọng bạn bè và cũng có mối quan hệ vô cùng rộng khắp, họ thông minh nhanh nhẹn, lại lương thiện, chân thành, cũng có tài năng, cho nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi được nhiều người giúp đỡ. Bản thân lại có khả năng nên chuyện thăng tiến không quá xa xôi, nhờ tài năng đức độ tích đức hành thiện mà tuổi Ất Tỵ sinh tháng này không phải chịu nhiều vất vả hay cơ cực trong đời, họ sẽ được hưởng cuộc sống an lạc thảnh thơi, phú quý, trường cửu, bạn bè ở khắp bốn phương, họ sống vui vẻ và được nhiều người yêu mến. Về vận mệnh Ất Tỵ, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trong năm là tiết hàn lộ, tuổi Ất Tỵ sinh tháng này cuộc đời khá bình an thuận lợi, không phải trải qua nhiều sóng gió, họ là người dĩ hòa vi quý, không thích làm mọi chuyện trở nên rối loạn, mà họ luôn tâm niệm một sự nhịn là chín sự lành. Xem tử vi thì đây là người học rộng biết nhiều, lại thông minh cơ trí, song người này không dễ dàng có được thành công trong chớp mắt, mà vẫn cần phải cố gắng, nỗ lực mới có được những gì mình muốn, đừng đời khó tránh khỏi những lúc gặp phải trở ngại, thì bạn cần vững lòng bền chí thì mới giành được một tiêu đáng mong đợi. Về vận mệnh tuổi Ất Tỵ, sinh tháng 10 âm lịch. Thì tháng 10 âm rơi vào tiết lập đông, người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng 10 âm lịch họ là người có tâm hồn đẹp, sống thanh cao chẳng vướng bụi trần, với họ giúp đỡ mọi người là chuyện rất đỗi bình thường, họ thích giao thiệp và có bạn bè khắp bốn phương, họ là người có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài năng và đức độ, nhưng thành công đến với họ không mấy dễ dàng, họ có thể chịu khó chịu khổ, ăn gió, nằm xương để thực hiện ý tưởng của mình. Nếu giành được thời cơ thuận lợi thì vẫn có cơ may làm nên sự nghiệp thành công,
Nhưng nếu muốn gây dựng sự nghiệp to lớn, thì e rằng mong muốn khó thành hiện thực. Về vận mệnh tuổi Ất Tỵ, sinh vào tháng 11 âm lịch. Thì tháng 11 âm lịch này là vào tiết đại tuyết, khắp nơi tiết trời giá lạnh, cây cối khó sinh trưởng. Tuổi Ất Tỵ sinh tháng này tiến thoái lưỡng nan, mưu ép sự khó thành, nghe chuyện chi tiêu cũng túng thiếu, cuộc sống vì thế không được đủ đầy. Sinh tháng này không gặp thời, ở thời trai trẻ người này phải chịu nhiều cực khổ, mãi tới những năm tháng cuối đời mới gặp được may mắn. Họ là người có tài, có tinh thần trách nhiệm cao, ghét chuyện bất bình, tính tình lại nóng nảy, cho nên họ dễ dàng đắc tội với người làm mất lòng người khác. Tuổi Ất Tỵ sinh tháng 11 âm, tốt nhất là nên đi xa lập nghiệp thì cơ may thành công sẽ cao hơn. Về vận mệnh tuổi Ất Tỵ, sinh tháng 12 âm lịch. Thì tháng 12 âm lịch trong năm là tiết tiểu hàn, trời giá buốt, vì thế rắn sẽ không muốn ra khỏi hang, cũng chẳng nhìn thấy ánh mặt trời. Tuổi Ất Tỵ sinh tháng này cũng vì thế mà phải chịu cảnh cơ hàn, họ luôn gặp phải chuyện rắc rối phiền não, khổ tâm không dứt. Tuy có cát tinh cao chiếu là đó, nhưng cũng khó lòng vạn sự như ý, sống khoan dung độ lượng và phóng khoáng với người. Họ có trước có sau, cũng nhờ thế mà cho dù tiền vận vất vả, có được thành công trong sự nghiệp, nhưng từ trung vận trở đi bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp dần khởi sắc, giành được nhiều cơ hội phát triển cũng như dễ bề gặt hái thành công hơn. Quý vị thân mến, sau đây là 7 dấu hiệu chứng tỏ bạn sắp giàu, người tuổi Mậu Ngọ nên biết sớm, giàu sớm. Thứ nhất là tin vào quy luật thu nhập. Người giàu tin rằng tiền họ làm ra phản ánh đúng những giá trị bản thân mang lại cho thị trường. Nói cách khác, nếu tập trung tạo ra được một sản phẩm mà ai cũng cần, muốn, họ sẽ được trả công xứng đáng. Ví dụ như câu chuyện về người phát minh ra gương chiếu hậu có khả năng tự động làm mở, sản phẩm xuất hiện trên hầu hết các xe ô tô tại Mỹ. Liệu anh ta có xứng đáng được trả $15 cho mỗi giờ bỏ ra sáng tạo sản phẩm này? Hay là bởi sản phẩm thành công tuyệt đối, anh ta nên nhận được một phần cho mỗi chiếc bán được? Chắc hẳn trường hợp thứ hai sẽ hợp lý hơn cả. Người nghèo tin rằng chúng ta nên được trả lương như nhau, bất chấp sản phẩm mỗi người làm ra là khác nhau. Với tư tưởng này, sự cải tiến sẽ chẳng thể tồn tại. Người nghèo thì vẫn cứ nghèo, và nguy hiểm hơn là việc những người khác cũng sẽ nghèo như họ. Thứ hai là tập trung vào cơ hội chứ không phải khó khăn. Ngày xưa, có một người bán giày tha phương, cố gắng bán những đôi giày cho người bản xứ. Vấn đề duy nhất ở đây là chẳng ai ở đó đi giày, vì vậy việc bán hàng rất khó khăn. Không lâu sau, người bán giày bỏ cuộc và quyết định rời nơi đó. Trên đường rời đi, ông gặp một người bán giày khác. Đừng mất công vào thị trấn này làm gì, người thứ nhất nói. Những người dân ở đó thậm chí còn chẳng đi giày. Đôi mắt của người thứ hai chợt sáng lên, không ai đi giày. Vậy là tôi có thể bán giày cho tất cả mọi người ở đó. Thật là may mắn khi tìm được một thị trường mới mẻ. Mấu chốt vấn đề chính là góc nhìn. Người nghèo thường nhìn thấy chướng ngại vật và nhanh chóng bỏ cuộc. Trong khi đó, người giàu nhìn ra cơ hội và dám thử những gì người khác không dám làm. Thứ ba là không chạy theo xu hướng đám đông. Sự khôn ngoan bình thường chỉ đem lại những kết quả bình thường. Chạy theo đám đông, dù là rất thịnh hành hay là một cơ hội tốt, chỉ là công thức của sự tầm thường. Những người thành công vang dội có thói quen làm những việc người khác sẽ không làm. Họ đến những nơi người khác sẽ không đến vì ở đó có ít cạnh tranh và nhiều cơ hội để thành công. Thứ tư là bắt đầu từ lúc kết thúc. Thành công bình thường vì bạn chỉ đặt các mục tiêu trung bình. Hãy quyết định điều bạn thực sự muốn là người tốt nhất, nhanh nhất, rẻ nhất, lớn nhất, và đặt mục tiêu để biến những điều đó thành sự thực. Quyết định cả việc bạn muốn kết thúc ở đâu. Đó chính là mục tiêu của bạn. Mục tiêu lớn, thành công lớn, bạn sẽ có những kết luận tốt hơn và cảm thấy dễ chịu hơn khi phải làm việc chăm chỉ hơn. Thứ năm là biết quản lý thời gian. Quản lý thời gian là một điều kiện cần thiết cho sự thành công lâu dài, và khả năng sử dụng thời gian hiệu quả là một dấu hiệu của người thành công. Hãy tự hỏi mình rằng bạn có khả năng xử lý nhiều việc với khoảng thời gian bạn có mỗi ngày không, để biết bạn có thành công hay không nhé. Thứ sáu là kết giao với những người tích cực và thành công. Người giàu hiểu rằng thái độ có vai trò rất quan trọng. Nếu họ cứ kết giao với những người luôn phàn nàn về thời tiết, phản đối chính phủ, kêu ca về nền kinh tế, thì sớm muộn chính họ cũng sẽ hình thành những thói quen đó. Ngược lại, nếu kết giao với những người thường nói về thành công, cơ hội hay những điều tích cực trong cuộc sống, nhiều khả năng họ sẽ nhìn nhận thế giới theo một góc độ hoàn toàn khác. Thay vì nghĩ về thế giới xung quanh như một nơi tồi tệ, người giàu nhận thấy đó là một mảnh đất phát triển,
đầy thành công và cơ hội. Một ví dụ điển hình là người dân Mỹ với những người nhập cư vào Mỹ. Những người nhập cư vào Mỹ có khả năng trở thành triệu phú cao gấp 4 lần so với dân bản địa. Lý do chính là bởi trong khi người bản địa chỉ tập trung nói xấu về cuộc sống ở Mỹ, người nhập cư nhìn nhận đất nước này như một mảnh đất đầy cơ hội. Thứ bảy là luôn học hỏi và phát triển. Ngày ấy nhiều trẻ em nghĩ rằng chúng chỉ việc học thật giỏi để kiếm tấm bằng rồi sau đó sẽ chẳng phải đụng đến sách vở nữa. Dự định này có thể thực hiện được, tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa là chúng sẽ mãi nghèo. Người giàu coi trọng tri thức vì họ hiểu rằng học hỏi càng nhiều, khả năng thành công càng tăng. Một triệu phú trung bình mỗi tháng đọc một quyển sách phi hư cấu, bởi họ muốn hoàn thiện bản thân cũng như trở thành con người mà họ ước ao trở thành. Một người rỗng túi chẳng đọc gì cả và mãi không bao giờ thay đổi. Người giàu luôn học hỏi và phát triển, còn người nghèo thì nghĩ họ biết đủ rồi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, cho người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị tuổi Mậu Ngọ sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Minh Đường Tử Vi kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.